mở hết room đó lên đi. Nó khó. Anh sao cái cửa phía sau để nó nộp á. Ấm vừa rồi. Dạ chưa. À. Dạ chưa. Hello, hello. Này, có ghế nào cao cao hơn ha. Kệ được là có nhiều sạch nha. Không dám đòi hỏi. Sao không được. Nó hơi thấp thiệt. Nó lặng lặng. Bấm chưa? Dạ chưa. Không để thấp quá vậy. Ồ, đứng nó có vô. Dạ vô. Ok rồi, bấm đi. Ghế này được không sư phụ? À? Ghế này được không sư phụ? À, được rồi. Rồi cứ ngồi. Mời Phật hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2023 ở chỗ này gọi là chùa Freeman. Nơi này được thành lập năm 2008. Phía sau này thì là một cái con quay phong cảnh như sao. Phía sau này là một cái warehouse. Chùa là ở phía trước cho nên nước sông không có đụng với nước giếng. Bởi vì mấy tuần nay theo đi nó đến nó quần cái núi, mình không có được tụ tập nhiều trên núi. Thì từ đó mấy vị hộ pháp ở chùa này, cái ông cầm kiếm nó chổng á, ông nói gì ông ok, ông cho về đây. Rồi vong linh á thì ở phía sau đó, sau bức tường này là vong linh đứng nghe là đầy hết nè. Vong linh không có vô trong cái phạm vi này thì mấy vị ngăn hết rồi. Bữa mẹ cũng nói cũng được về đây. Thì cho nên từ nay mình cuối tuần á tụ tập chỗ này. Cái quan trọng là cái chỗ nói chuyện nó có ba thứ. Thứ nhất là cái nhà vệ sinh, thứ hai là cái nhà bếp, thứ ba là nó có ra tiếng âm thanh. Thì mình đây mình có đầy đủ điều kiện đó. Nhà bếp đây đúng không, là nhà vệ sinh đây là quá trời luôn. Thì cũng là cái phước của họ thiên chúng ta có chỗ ở đây. Cái thầy cứ chạy vòng vòng, bữa mấy tuần trước dẫn mấy đệ tử chạy đi xuống biển, chạy khỏi Thiên Long Thổ. Nhưng mà Thiên Long Sơn với Thiên Long Thổ vẫn ok, dễ dàng, giống như đừng có lên đông một lượt quá, chút, đốt nhang rồi chạy về đây thì ok, những người ở xa thì cũng được. Về thì cứ lên thăm đốt nhang chứ không phải cấm gì hết. Chỉ có một cái mình không có tụ tập làm đông người như lúc xưa ở trên Thiên Long Sơn thôi. Thế nên mình ngồi đây đứng là chuyện dễ không. Đây thì giống như cái hội trường á, từ từ về đây thế nào ông Trinh nó cũng làm cái này đẹp hơn rồi. Hay mình chưa mua nước sơn cái này nữa. Tại vì sắp sửa mùa đông lạnh, mình có chỗ này quý, mình về đây ấm cúng hơn. Thì cha mẹ thì cũng ở bên đây, cho nên mình dùng cái cửa bên hông này nè, mình đi qua, mình không có đi vô trong chùa. Còn ai muốn vô chùa lại Phật thì cứ bình thường. Cái quan trọng là khi trước khi những cái buổi nói chuyện đây hay là sau đó mấy đệ tử rồi lên chơi ca rồi á, thì coi ở trong đó người ta có sinh hoạt cái gì không. Thí dụ người ta sinh hoạt cái gì á thì mình để mình đừng có làm ồn quá. Thật sự họ không có nghe đâu, tại vì nhiều lớp cửa lắm, ở ngoài trong đó không có nghe. Tại cái tiếng ra ngoài này, ngày hôm qua vụ thử rồi dặn maximum cái dàn lo này á thì trong cũng nghe hơi hơi à. Nhưng mà mình cũng phải sống trang hòa nhau.
không có để Phật ý. Tại vì họ thiên với họ thích á, bữa hổm bà trên nói là giống nhau, thu kiểu nào về chảnh cũng giống nhau hết. Nhưng mà tại chúng sanh tâm của chúng ta nó nhiều màu, nhiều sắc và nhiều phân biệt, cho nên thiên với thích hôm nay thì cũng cũng còn chút hơi khó hiểu nhau, nhưng mà sau này rồi sẽ hiểu. Về trên trời giống thịt nhau hết, đó là trên giải thích như vậy. Nên mình về đây là giống như dạng giống như là ăn nhờ ở đậu nha, chạy giặt thì ăn nhờ ở đậu. Những đứa họ thiên khi có sư phụ đứng đây thì cũng mở ca hay là nói chuyện thì cứ bình thường, không có thì cứ dẫn tới đây mở lên sinh hoạt bình thường. Nếu không có sư phụ cũng ok, nhưng mà mình phải ngó trong một chút, chứ không phải là tự ý mình muốn ngang tàn làm thì sao mà làm. Thì mấy thầy ở trong, mấy thầy không có vui, mấy thầy không vui thì mấy thầy bị trách, thì tội nghiệp mấy thầy uổng công tu tập của mấy ngày. Mấy con thì cũng bị phạm luật luật hết. Đó là một cái nơi. Cái địa chỉ ở đây là 4273 Sola Quê, Fremont. Rất là dễ tìm, cách Thiên Long Sơn khoảng nhiêu 15 phút. À, chỗ này. Bữa nay thì vào cái ngày của tháng 9 là còn hình như không bao nhiêu tháng nữa thì là ngày bắt đầu bầu cử, phải không? Thì cơ trời quý vị, nếu mà ai mà hiểu việc từ 5 năm nay, ai mà theo dõi từng lời từng chữ của mỗi cái clip, có những cái clip nói 2-3 tiếng nhưng mà trong đó chừng 2 phút là quan trọng, hoặc là 1 phút là quan trọng. Thì nhớ lại cái này thì nhắc thôi nha. Thì hồi xưa thì có nói là Biden nửa đường gãy gánh, và có hai bà phụ nữ sẽ bị hạch tội. Nên bây giờ quý vị thấy đi, ông Trump ông hứa rồi, ông mà vô White House là ông đem bà Clinton, Harry, bà Nair, bà Lossie ra trị tội rồi. Rồi Biden bây giờ sắp sửa bị tống cổ ra khỏi tòa Bạch Ốc. Thì cơ trời ngày xưa, cách đây lúc mà Biden ăn cắp lá phiếu của ông Trump á, ổng ăn cắp thiệt sự á, chứ không phải là ổng đường đường chánh chánh đâu. Thì bây giờ đã nói rồi, cái vấn đề là nửa đường sẽ gãy gánh, mà gãy gánh kiểu nào. Rồi Biden thì xuống chức thì giờ, nhưng mà ai là người để mà thay thế, cái đó mới là khó. Cho nên mấy vị mới cầm cự. Nước Mỹ người ta sẽ không có thích bà Kamala Harris lên nắm chính quyền đâu. Nhưng mà chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cho nên làm gì làm, tất cả chúng ta đừng bao giờ lơ là hay là không để ý những cái ý bề trên muốn dạy dỗ nhân loại, dạy dỗ cho nước Việt dùng qua cái miệng của Kiệt là người truyền tin theo cái gì, truyền tin chứ không phải là truyền tin tầm bậy đâu, truyền tin có lợi cho nhân loại mà có hại cho mình. Sau cái này thì sẽ có chiến tranh Biển Đông, cái gì thấy bây giờ là quá trời luôn rồi. Bên Á Châu. Và sau cái chiến tranh Biển Đông này, nước Việt mình sẽ có nước Việt mới. Mình dùng chữ nước Việt mới. Bên này Kiệt bị trên là con xuống trần, con không có được nói thầy này phe kia, con không có được nói cộng sản quốc gia, con là ở sanh ra là làm cho thế giới hòa bình, làm cho cái chết này dung hòa nhau, thì con phải ở giữa. Cho nên bữa nay mình không có hai đại tử là thiêu cờ vàng bãi sập đỏ nữa nghe. Cũng ok.
Cho nên bữa nay bắt đầu hứa nha, không có nói cờ vàng ba cọc đỏ hay là sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai nữa, mình không có nói nữa. Mình không có nói Bác Hồ quả tán hay là Bác Hồ thục lên thục xuống nữa. Mình cũng không có nói gì hết, không muốn chạm ai hết. Mình muốn chẳng nói thầy Pháp Hòa là BD luôn ấy, xin lỗi. Ok, tức là mình phải nói là chung hết, mình không thuộc phe nào hết thì là mới đúng. Thì trên dạy như vậy. Còn ai làm gì sai đúng thì ở bề trên biết hết. Cái gì dạy kiện vậy đó. Cho nên bữa nay mình phải không có được đụng tới ai hết. Nước sông không có đụng nước giếng. Họ Thiên giúp ta là một đường duy nhất bi chí dũng. Hộ trao cái đạo Thiên Tâm. Cuốn kinh, có kinh ông mượn cuốn kinh đâu. Cuốn kinh Thiên Tâm á là được hội đồng chư Phật, được Phật Bảo Năm, được Phật Mẫu Mẹ và tất cả các chư Phật đều đọc qua. Hồi xưa cuốn kinh này dày lắm, cái này là cuốn Nhật Tụng nha, còn cuốn Thiệt với Thiên Tâm nó dày hơn cái này gấp nhiều lần. Nó có Bổ Môn, nó có kinh Di Lạc, nó có kinh Vua Lan Bồn, nó có đầy đủ hết. Cho nên cuốn kinh này là cuốn kinh có phước nhất của thời đại mạt pháp, là được hội đồng chư Phật, được tất cả các chư Phật vượt qua hết. Cho nên nó đã phát hành và lưu truyền trong nhân gian để mà cho tất cả những Phật tử, những người có thiện tâm quay đầu về hướng thượng á, là biết là có mẹ. Tại khúc đầu mình có kinh Địa Mẫu đọc nửa tiếng đúng không? Ngày xưa khi mà lập ra cuốn kinh này, mẹ đọc qua, cha đọc qua, các vị đọc qua, những vị tổ thời xưa của Đại Thừa cũng đã lập ra cuốn kinh Nhật Tụng ở trong chùa này nè. Trong chùa cũng đọc y như mình thôi, nhưng mà họ không có khúc đầu, họ không có kinh Địa Mẫu, họ không có 36 lại sám hối. Mỗi sám hối là mỗi tháng á, họ đến lại thì là một buổi lễ khác. Còn mình sám hối mỗi ngày, có nghĩ mình sám hối mỗi ngày mình 36 lại mà mình lại cho củ quyền, mình lại cho 1.000 vị Phật quá khứ, 1.000 vị Phật hiện tại và 1.000 vị Phật tương lai. Nó là một cuốn kinh gọi là tu mà là đi đôi giày bảy dặm á, là cuốn này. Bi hô trao cây đuốc đã có rồi, bi thì đã có rồi. Những người ngồi ở đây hôm nay ít nhiều cũng biết sợ ông trời đó mới ngồi đây. Bi trí, chúng ta có trí chúng ta mới hiểu được là thời đại mạt pháp có những chuyện lạ. Cái gì nó phải có cái lạ nó mới diệt tiêu diệt cái cũ. Thứ hộ là một trong 8 tỷ người lạ nhất của hành tinh này. Không có một người thứ hai có rồng hộ mệnh. Và cũng không có ai nữa người phàm nữa không phải người phàm. Mà hôm nay cầm microphone nói chuyện là gì chúng sanh phải cần nghe. Chứ giờ mấy chư Phật muốn nói chuyện với mọi người, 8 tỷ người nói bằng kiểu nào. Đâu có ai viết vô lịch sử đâu. Cho nên mỗi một lời, mỗi cái máy mấy cái này quay đều vào lịch sử nhân loại trong tương lai hết. Bi trí, có trí mới ngộ được, mới hiểu được cái chữ Thiên Tâm là gì. Dũng, phải có dũng khí. Dũng là như thế nào? Là vì tất cả các đệ tử ngồi đây, tất cả quý vị đi đường xa xa xôi lặn lội về đây là phải tranh đấu với những người thân trong gia đình mình, những cha mẹ mình, chồng mình, chị mình, anh mình, sĩ giả, la hét mình, đồ khôn, đồ điên, đồ quán tử. Tinh thằng Kiệt là mày điên rồi, nó điên đủ rồi, nó còn kéo thêm cả đám điên. Đúng không? Đều bị hết. Sư phụ còn bị gia đình sư phụ chửi thì làm sao các đệ tử không bị được. Cho nên mình phải thương họ. Là vì mình có dũng và mình có trí trước hơn họ. Rồi khi mình học được những cái bi trí dũng và những cái gì mà của cha mẹ dạy cho Kiệt, Kiệt nói lên trên mạng, thì ví dụ đi về từ từ chỉ họ. Thằng Kiệt này lâu nay nó làm có lãnh lương ai không? Mà nó nói cái gì có sai không? Kiệt tiên tri rất là nhiều thứ, nhưng mà mình không có thể nói hết. Kiệt nói nào là cung cộng chia 5 sẽ 7,
Cái đó ai cũng nhớ thuộc lòng đó. Hôm nay quý vị thấy gần rồi đó. Chuyện nói Đài Loan sẽ độc lập, chuyện nói Covid tới ngưng nước Việt đó. Tức là nói theo cái tháng. Rồi chuyện này cũng nói là Trump sẽ quay lại. Thì hôm nay ông Trump quay lại không? Ông Trump có thế lực được cả thế giới ủng hộ thì cũng trúng. Chuyện nói hôm nay Biden sẽ gãy gánh nửa đường, quý vị thấy có đúng không? Thế mà người ta lên án ổng, impeach ổng, tức là trúng rồi. Có trời là 80-90%, 20% còn lại là cha mới là người biết cuối cùng. Tại Đức Thầy là sư phụ của Kiệt, Ngài cũng nói ta là được lộ cơ mới ra 6 quyển sấm cơ của miền Tây, mà ta chỉ trúng 80, còn 20 là cha của con á. Cha mới là người quyết định cuối cùng. Kiệt cũng có nói là bom hạt nhân sẽ không nổ. Quý vị nghĩ bữa giờ Putin mà bị dí giống như là chó bị dí vô góc tường vậy, mà nó có 8-9 ngàn quả bom tử, sao nó không dám bấm đi? Nó bấm là bị mấy gì hết vô nẻ vô đầu nó liền á. Với vô giờ đang canh đầy nước Nga luôn á. Với vô có thiệt, mà cái này Kiệt cũng nói chút, chưa ai nói là với vô có. Mà hôm nay với vô là những quốc gia từ từ thừa nhận rồi, mai mốt nó còn đi đá banh với mình nữa mà. Kiệt có nói như thế không? Nó 12 thằng tướng lùng lùng đá với 12 cầu thủ Việt Nam nào là giỏi nhất ta. Thử coi mà. Nhưng mà dưới ôm nó sẽ ăn mình á, đừng tưởng cái cẳng nó nhỏ xíu mà đá không vô cung thành nha. Tại nó có tha tâm thầm đó con. Nó là giống như nửa thánh nửa người á. Nó nói chuyện với nó không có cần, không có cần nói là tiếng người dưới ôm. Người dưới ôm á, họ coi mình giống như gì ta, để mình thí dụ. Cũng giống như mình á, đi bảo trì một cái loại sinh vật giống như con heo nào, con heo lạ lạ đi, con heo sặc rằn đi, tại vì chúng sanh chúng ta là vừa lười biếng mà vừa lì, đúng không? Mà coi như là vậy. Với vô á, họ coi mình giống vậy đó, họ bảo trì những cái này để cho không có bị tuyệt chủng. Thì cũng giống như ta, chúng ta người nhân loại, chúng ta những nhà bác học bảo vệ những con thú không có bị tuyệt chủng gì đó. Chúng ta rất là thô kệch, rất là dễ chết, rất là nhạy cảm, rất là dễ nóng, rất dễ giận, rất dễ buồn, rất dễ ham. Cái gì mà đàn ông á dụ dụ vô lỗ tai cái là mê chết vậy đó. Chứ là người chúng ta nó không có giống như người Diệp Ô, tại vì họ rất là thông minh nhưng mà họ lại có tâm thiện nữa. Gần đây có những cái video clip trên mạng nhiều người rất là hung dữ, chúng ta cũng dễ rất là ác. Nhưng có một điều quan trọng mà người dưới ô làm không được, đó là chúng ta dễ thành Phật hơn họ, dễ thành Bồ Tát hơn người dưới ô, là vì chúng ta quá khổ. Nhưng muốn thành Phật thành Bồ Tát phải làm gì? Chúng ta phải là cực thiện. Chúng ta hiện giờ là đang cùng mờ đi lạc ở trong rừng. Chúng ta phải cần có một cái sự thay đổi mà là mạnh, gọi là cực thiện, tức là giống như push mạnh lên thì chúng ta mới cầm nổi cuốn kinh, chúng ta mới đeo nổi cái dấu thiên tâm trên cổ. Chứ bình thường dễ gì chúng ta không cực thiện mà đeo nổi dấu thiên tâm, thấy nó đâu bao nhiêu đâu, không có mấy gram nữa. Nhưng mà vượt qua bạn bè xung quanh, mà vượt qua biết bao nhiêu bạn, cha mẹ hay là dòng họ bị phỉ báng, không phải dễ đeo đâu đó. Mà người nào hôm nay có phước đeo là người đó phải là cực thiện và rất là có bi trí dũng. Nãy giờ mình nói là bi trí dũng. Ở cái thời đại văn minh chúng ta, trong tương lai đạo viên tâm khi ra đời thì mình phải siêu với đời. Nghĩa là mình đi làm, tuy là mình không có học cao, mình làm cái gì cũng giỏi hơn, vỗ bóng tay cũng đẹp hơn, hoặc làm cành chốt xanh cũng làm có lương tâm, để cho nó đừng có dễ hơn, nó lâu bền hơn, thay vì thằng không có lương tâm làm chuyện năm sau là nước vô hừng, đúng không? Cho nên ở đời chúng ta phải là hơn người đời. Còn khi chúng ta đi tu, chúng ta ngồi đây này không cần áo tràng, nhưng mà tâm chúng ta hiện bây giờ là tu. Còn áo cũng là quan trọng. Sau này khi họ thiên cũng phải cần có áo để mà nói
nó gọi là trang nghiêm hơn. Nhưng mà tu bất cứ nơi nào, tu bãi biển, tu đi OV, tu trên núi, hai kinh đi mệt cũng là tu. Thì tu nó sửa từ tâm, chứ nó không có sửa từ bằng cái hình thức. Đó gọi là tu. Khi chúng ta ở xa Thiên Long Sơn, những tiểu bang Virginia hay là Canada hay là cả Âu Châu, mấy tuần trước mấy người bên Âu Châu ở đâu mà họ bỏ công việc là đóng cửa business mà bay qua, rồi phải đổi chuyến bay nhiều lần, rồi phải ở khách sạn. Cái đó cũng gọi là có gọi là cực thiện, là có trí. Ở cái thời đại tương lai, con người chỉ có người thiện mới qua nổi, mới gặp được Phật Di Lặc, mới gặp được những gì mà trong mấy nghìn năm nay ông bà tổ tiên của mình thường nói, mà họ không có phước như chúng ta. Hôm nay những đứa họ Thiên mà sắp sửa, tuy là sắp sửa có một cái thời hào quang cực kỳ tươi sáng, thời vàng kim, sau một tiếng sấm nổ của núi Cấm nữa Đức Thầy sẽ xuất hiện, thì quý vị sẽ biết những gì Kiệt nói năm năm nay là chính xác luôn. Bữa mình nói con đứa đệ tử đâu ta, mình nói là những gì sư phụ nói trúng 80%. Con đứa đệ tử nói sư phụ nói trúng 100 hết à, giám đốc ngân hàng nhỏ tiền thành tiền giấy, tại nó giám đốc nó biết, người vàng lên giá nó biết, cho nên nó trời ơi, sư phụ nói gì cũng trúng 100%. Tại con làm giám đốc ngân hàng còn biết, nhưng mà ở ngoài đời người ta đâu có hiểu. Cho nên tùy theo người, tùy theo lãnh vực. Bữa nay đệ tử đâu ta, bữa nó khen như hộ nó trúng 100%, giám đốc ngân hàng nữa, không phải thường nữa nha. Người thường thì cứ nghĩ là thụ nó trúng cho sơ, nhưng mà ở chức vụ càng kéo á, người ta mới thấy cái chính xác của thụ nó. Những cái người gọi là chiến lược lỗi lạc, gọi là những nhà chính trị gia đó, mà hiểu về tâm linh đó, thì họ mới biết thụ nói là cách đây 5-7 năm trước, chưa ai dám nói chung cộng chia năm sẽ bảy trong vòng vài năm. Ai cũng cười bể bụng luôn. Nó nảy quang đường. Hôm nay em bao nhiêu thôi là những người đó phải nể. Bây giờ nó nát như tương ở trong nội bộ. Không chia năm sẽ bảy là cái gì? Đài Loan bây giờ sắp sửa lên ghế tuyên bố độc lập. Mà xưa cái câu đó có ai nghĩ ra, có ai dám nói ra? Còn cái chuyện chưa xảy ra là việc này thường nói, chỉ có sư phụ, sáu vị sư phụ. Thứ nhất đó là Đức Quỳnh Phú Sổ, là sư phụ Kiệt, là người dạy ra cái dấu hiệu thiên tâm, và cũng là người thường xuyên nói chuyện với Kiệt hàng tuần, tuần tháng, tùy theo cái hoạt cảnh của cái thời gian đó. Người thứ hai đó là Hòa Thượng Thế Công. Ở cõi vô hình, Hòa Thượng Thế Công coi hết tất cả A-la-hán. Những ai mà là Phật A-la-hán là đệ tử của Hòa Thượng Thế Công. Ngài đi giảng pháp tất cả các tầng trời. Có một lần Kiệt thỉnh Hòa Thượng Thế Công.